Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Hân hạnh chào đón quý khán giả đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị thân mến, người Á Đông có quan niệm an cư mới lạc nghiệp. Do đó, đối với người Việt Nam thì việc xây nhà là rất quan trọng. Nó có thể quyết định thành bại của cả cuộc đời con người hay là các thành viên sống trong đó. Hơn nữa, việc xem tuổi đẹp để xây nhà có rất nhiều tiêu chí, quan niệm khác nhau như là tuổi chủ nhà, sao chiếu mệnh, trạch nhà, hướng ngôi nhà. Làm nhà là việc đại sự vô cùng trọng đại của cả một đời người. Chính vì thế mà việc lựa chọn hướng nhà phù hợp, chọn được ngày tháng động thổ và mượn được tuổi cát để xây nhà sẽ đem lại nhiều may mắn cho gia chủ, gia đình thuận hòa, yên ấm, sức khỏe dồi dào, công danh thì thăng tiến. Để xây nhà thì đầu tiên ta phải xét đến rất nhiều yếu tố như là kim lâu, hoang ốc, tam tai, thái tuế, tuế phá, ngũ hoàng, tam sát, mậu kỷ đô thiên, mộ long biến vận. Vậy yếu tố nào là quan trọng nhất? Nếu phạm phải một trong những yếu tố trên mà vẫn làm nhà thì gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ gặp phải đại hạn gì? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên ta sẽ đến kim lâu tuổi Bính Thân sinh năm 1956, năm 2020 65 tuổi, không bị phạm kim lâu nên năm 2020 có thể xây nhà được, nhưng vẫn phải xét đến các yếu tố khác xem có cát lành hay không. Xét đến hoang ốc thì năm 2020 canh tí gia chủ 65 tuổi theo các tính hoang ốc sẽ phạm phải ngũ thụ tử, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Gia chủ mà làm nhà vào tuổi này thì trong nhà mọi người sẽ chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Xét đến tam tai thì người tuổi Bính Thân cần tránh các năm tam tai Dần, Mão, Thìn. Năm làm nhà 2020 canh tí theo cách tính thì gia chủ năm 1956 Bính Thân sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Năm này phạm phải ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Gia chủ mà làm nhà vào tuổi này thì trong nhà mọi người sẽ chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly. Tuổi này không nên làm nhà. Tuy nhiên, nếu muốn làm mà đất được vận thì nên mượn các tuổi cát lành như 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1978 Mậu Ngọ, 1990 Canh Ngọ để động thổ xây nhà. Vì bốn tuổi này không bị phạm kim lâu nên mượn tuổi cực kỳ cát lành. Tuy nhiên thì tùy từng hướng nhà mà ta sẽ chọn những tuổi động thổ hợp với tuổi gia chủ và hợp với trạch đất để được cát lành và may mắn. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận, hợp long phù sơn thì xây không gì cản bằng. Đất được vận mà tuổi này không xây được thì ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà, chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ thì có hợp hay không với hướng mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020. Mời quý vị, anh chị cùng các bạn theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 1956 Bính Thân, nam mệnh thuộc cung Cấn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Đoài Kim. Xét đến việc xây nhà như sau: với nam mạng Bính Thân xét theo cung Cấn thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy người mệnh Cấn Thổ bốn tốt: Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên, Tây Nam sinh khí. Bốn hướng xấu: Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Hướng Bắc thì gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm tuế phá và tam sát. Hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không được xây mới, nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tọa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Với nam mạng Bính Thân, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sau liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp thì sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn.
Về hóa giải hướng nhà xấu thì nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Thân đang ở nhà hướng Bắc thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ năm 2020 xây nhà đại cát. Vì vậy, những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng và làm thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Người tuổi Bính Thân 1956 mà ở nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp với người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão ấp 67,5 đến 112,5 độ phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đáo đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa cho năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm mộ lòng biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm sẽ được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Bính Thân nam mạng xây nhà hướng này phạm lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Thân đang ở nhà hướng Đông rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo ở trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thân. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ năm 2020 Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết thì anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Bính Thân xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Cản, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn.
Còn về hướng Tây Bắc thì gồm có Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020, Bắc Bạch Tài Tinh Đào đến, Bắc Bạch Ngũ Hành thuộc Thổ, Đáo Kim Cung Thổ Kim tương sinh, nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Bính Tân xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cựu Môn Thổ, hướng Đông Bắc, tự quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để có thể trấn an được những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm Canh Tý 2020, Nhất Bạch Tài Tinh Đáo đến, Nhất Bạch Ngũ Hành thuộc Kim, Đáo và Đông Bắc, Ngũ Hành thuộc Thổ, Thổ Kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới, vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 tháng 9 âm lịch. Còn nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4 tháng 6 âm lịch. Tuổi Bính Thân xây nhà vào hướng Đông Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát tài rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020, Canh Tý sao Lục Bạch Đáo đến, Lục Bạch Ngũ Hành thuộc Kim Đáo và Đông Nam, Ngũ Hành thuộc Mộc, Kim Mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tị phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Nếu xây thì chọn tháng cắt lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956, xây nhà hướng Đông Nam thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tượng quái là Đoài. Chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Bính Thân khi xây nhà hướng này thì cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cần phải có những phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Hướng Tây Nam gồm có Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao Tứ Lục Đáo đến, Tứ Lục Ngũ Hành thuộc Mộc Đáo đến Tây Nam, Ngũ Hành thuộc Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đấu Thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi 1956 Bính Thân Nam Mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc
hướng đông, tượng quái là trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín sẽ làm cát lành hơn. Ngoài ra, với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã được phong thủy may mắn chia sẻ về kiến thức làm nhà năm 2020 cho người tuổi Bính Thân, nam mạng. Còn với nữ mạng thì sao? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Với nữ mạng Bính Thân, cung Đoài thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh Đoài Kim. Bốn hướng tốt: Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc di niên, Tây Bắc sinh khí. Bốn xấu là Bắc họa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát, Nam ngũ quỷ. Hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa ngọ hướng Tý, tọa Phạm Thái Tuế phá và tam sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến phận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Người tuổi Bính Thân 1956 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh, không hợp hướng, phạm vào họa hại, mà họa hại là sao Lộc Tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ, nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng lòng phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thân 1956. Hướng Nam gồm có 3 sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Với nữ mạng Bính Thân, xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dậy. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng hơn với mình. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc là thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Bính Thân đang ở nhà hướng Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thân 1956. Hướng Đông gồm có 3 sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm. Ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc tung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể bạn tuổi gì. Hơn nữa, tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 làm sẽ gặp được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi chúng ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo rước họa vào thân. Tuổi Bính Thân 1956 nữ mạng xây nhà hướng Đông thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim,
Tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi. Đặt cửa dương ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy, tuổi Bính Thân 1956 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như là nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng đông rồi thì cần phải có những phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thân 1956. Hướng Tây gồm có 3 sơn canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2020 canh Tý Cửu từ đáo đến, Cửu từ ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên nếu biết lựa chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất thì anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Nếu bạn tuổi Bính Thân xây nhà và ở hướng Tây thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt mà xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tị hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm thì nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi 1956 nữ mạng ở hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắc quái tinh cầu để hóa giải những sát khí do hình thế loan đầu ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ. Năm canh tí 2020 nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Bắc, ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4, tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Bính Thân xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên hợp hướng, được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng lòng phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc.
Hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn, Tốn Tị từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm 2020 Canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim đáo và Đông Nam, ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tôn và tọa Hợi hướng Tị, phạm mộ long biến vận không nên xây mới, nếu xây thì chọn ngày tháng cát lành vào tháng 3, tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Với nữ mạng Bính Thân xây nhà hướng này thì phạm vào lục sát thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái và khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Bính Thân đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới năm đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Bính Thân 1956. Hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu kỷ đầu tiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6, 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, 10. Khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Bính Thân xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, hợp được hướng Thiên Y, thuộc cụ môn thổ hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài, phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tại vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu treo ở trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Quý vị thân mến, vừa rồi phong thủy may mắn đã phân tích cho quý vị thấy những hướng nhà khách hóa giải hướng nhà xấu trong năm 2020 cho tuổi 1956 Bính Thân, nam mạng và nữ mạng. Quý vị đã chọn được cho mình hướng mượn tuổi động thổ xây nhà trong năm 2020 rồi đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện và đưa đến cho khán giả những kiến thức bổ ích về phong thủy, tâm linh Việt. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúc cho quý khán giả năm 2020 phúc lộc song toàn, xây nhà vượng cát, gia đạo an khang.